con gái thật sự quan tâm tới vấn đề bạn trai là người có tiền hay không. Một khi đã bước vào chuyện yêu đương, thế non hẹn biển, ai cũng muốn sẽ có happy ending, sống đến đầu bạc răng long với nửa kia. Nhưng xin nhớ cho rằng yêu và cưới là hai trạng thái hoàn toàn khác nhau, yêu chỉ cần hai người, còn cưới sẽ phải xem xét thêm hàng hà sa số các yếu tố khác, trong đó có cả kinh tế. Bởi một đời rất dài, sẽ phải sống sao nếu cưới một anh chàng tiền không có mà trí tiến thủ còn âm chẳng lẽ cứ đi thuê nhà tạm bỡ cả đời, hay để con cái không được bằng bạn bằng bè à? Thế nên dù đề tài không mới, nhưng lại một lần nữa khiến dân tình bàn tán rôm giả trong group Weibo Việt Nam, con gái thật sự quan tâm tới vấn đề bạn trai có tiền hay không sao? Kết quả như thế nào? Xem hội con gái chia sẻ này các anh ơi! Loan Nguyễn, dù con gái tụi mình, gia đình có điều kiện như thế nào, bản thân kiếm ra nhiều tiền bao nhiêu, vẫn hãy cứ quen người đàn ông có tiền, có chí làm ăn, kiếm ra tiền, Quỳnh Bi, thật ra, cái cần không phải là bạn trai phải nuôi, nhưng ít nhất phải có ý nuôi. Chàng Linh Linh, không tiền chỉ yếu chơi chơi thôi. Chứ không tiền lấy nhau về để cãi nhau suốt ngày à. Nguyễn Huyền, không quan tâm tới tiền mà quan tâm tới cách xử lý tiền, cách kiếm tiền. Thúy Trang, so với việc quan tâm người yêu có tiền, hay không tôi quan tâm tới bản thân làm được gì hay không hơn. Vì nuôi náo úp phung nấy, người thành công ắt sẽ nhìn chúng người thành công. Linh Nguyễn, thời nào rồi mà còn một túp liều tranh hai trái tim vàng, quỳnh hoa con gái có quan tâm đến tiền của bạn trai hay không cũng giống như con trai có quan tâm bạn gái có xinh đẹp hay không phương thảo không ghét người không có tiền nhưng nhìn vào cách họ tiêu tiền thì xác định có nên quen hay không lê thanh huyền mình quan tâm trí tuệ hơn nhưng ai mà chẳng thích nhiều tiền mình cũng thế nguồn ảnh zipki nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất